sau trận thắng Newcastle 1-0 ở lượt 3 vòng bảng Champions League. Dortmund trở lại Bundesliga và đối diện với một bất ngờ lớn. Trong trận đấu này, Dortmund nhanh chóng bị dẫn trước bởi Frankfurt. Chỉ sau 8 phút, Omar Mammers mở tỷ số từ một quả phạt đền sau khi Anga Naab bắn trúng tay một hậu vệ của Dortmund trong vòng cấm. Phút thứ 24, Mammers ghi bàn thứ hai sau một cú sút bật thủ môn từ Aurelio Buta, nâng tỷ số lên 2-0 cho Frankfurt. Tuy bị dẫn 0-2, nhưng Dortmund không bao giờ từ bỏ. Họ tập trung vào việc tái lấy lại nhịp độ thi đấu. Phút 45+1, Marcel Sabitzer rút ngắn tỷ số xuống 2-1 sau một pha tạt đơn giản vào vòng cấm của Niklas Füllkrug. Đây là bàn thứ hai của Sabitzer cho Dortmund kể từ khi anh gia nhập đội bóng sau một thỏa thuận trị giá 20 triệu đô la Mỹ từ Bayern. Trước đó, anh đã thi đấu cho Manchester United trong nửa cuối mùa năm 2022 đến năm 2023 theo dạng mượn, ghi 3 bàn trong 18 trận, nhưng không được mua đứt bởi đội bóng Anh. Dortmund tiếp tục tạo áp lực và trong phút thứ 54, cầu thủ vào sân thay người Youssoufa Moukoko gỡ hòa 2-2 sau khi đón bóng bật ra từ hàng thủ của Frankfurt và thực hiện một cú sút chìm chính xác. Đây là bàn thứ 14 của Moukoko cho Dortmund sau 77 trận thi đấu. Trước đó, anh ghi 141 bàn trong 88 trận khi thi đấu cho đội U17 và U19 của Dortmund. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và Dortmund đã có màn lội ngược dòng đầy ấn tượng.